Xin chào các bạn. Trong video này, cô Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng ChatGPT để viết cái phần mô tả ứng dụng một cách nhanh chóng nhất có thể ở trong một cái quy trình reskin app của mình mà mình thường hay chia sẻ cho các bạn học viên để mà làm một build một ứng dụng một cách nhanh nhất ở trên công cái hướng reskin app. Thì trong phần này thì full JavaScript thì mình sẽ có những cái chuẩn bị như thế này. Trước hết là các bạn cần phải trải nghiệm hết cái chức năng của ứng dụng của mình đang làm. Ví dụ như là đây là ứng dụng Node thì mình đã mở ra và trải nghiệm những cái chức năng chính của ứng dụng này ha. Ứng dụng này gồm có hai chức năng chính, đó thứ nhất là Node. Thì trong Node này là mình có thể là custom những cái color và cái phần checklist cũng vậy. Thì trong phần checklist này mình cũng có thể custom được những cái color này ha, để mà tạo ra cái màu sắc. Rồi, thì trong phần này thì và có ở trên đây là có thanh search ha. Mình có thể là search cái tên ứng dụng, search cái tên tên node, tên cái file node của mình ha. Đây, ok nhé. Rồi, tiếp theo đó là mình back luôn nè. Trong cái nút ba chấm này thì mình sẽ bật cái chế độ night mode lên, chức năng night mode ban đêm cũng khá là hay. Và backup restore app, backup restore node nha. Rồi thì như vậy là những cái chức năng này thì giúp cho mình có được những thông tin trong cái ứng dụng này và mình sẽ viết ra ở đây tên ứng dụng là gì này. Thứ hai đó là những chức năng chính của ứng dụng, mình sẽ liệt kê ra những cái keyword chính thôi. Ví dụ như node này, checklist này, backup, restore, night mode, research node, custom color. Thì như vậy thôi, thì chúng ta sẽ có được cái phần mô tả. Thì trong phần mô tả này là những cái đây, cái sườn đây là prompt này, cái sườn này mô tả nhé. Còn những cái mà màu đỏ này này, ví dụ mình node màu đỏ này, đây là những cái mình chúng ta có thể thay đổi ha. Sau này các bạn có thể làm một cái ứng dụng khác thì các bạn thay đổi ở trong phạm vi màu đỏ này thành một cái nội dung của mình. Rồi ok, sau khi xong rồi thì mình sẽ copy cái câu lệnh này ha. Sau khi các bạn copy xong thì qua bên ChatGPT thì các bạn phải chào và giao tiếp với cái con ChatGPT nó với một cái task mới. Thì sau khi xong thì mình có thể là Ctrl V và mình dán cái prompt này vào ở trong cái ChatGPT luôn để cho nó xoay ra. Ok, các bạn thử xem nào. Phần đầu tiên là các bạn nhìn thấy trong cái phần đầu tiên là cái phần giới thiệu của cái ứng dụng của mình này. Phần thứ hai là key feature. Đấy thì những cái in đồng cái này ha. Rồi ok, thì trong vòng khoảng chưa được mấy giây nữa mà nó gen ra một cái full JavaScript cho một cái ứng dụng rồi. Thì trong phần này thì mình sẽ copy từ cái phần node này này. Đây, copy cái này. Thì mình sẽ copy qua ở đâu? Mình có thể copy ra phần Google Translate và mình sẽ kiểm định lại xem cái nội dung của nó như thế nào, viết có hay không và đúng cái filter, cái chức năng của ứng dụng hay không. Thì trong phần này thì phần đầu tiên là phần giới thiệu, phần thứ hai là phần list key filter chính ha. Đây ví dụ như là key filter của ứng dụng ha, thì nó gồm có là Node Creation, Checklist Manager, Pickups and Restore Night Mode Search Function và Custom Color Theme. Thì tất cả những cái này thì cái phần cuối này, phần này á, là phần phần thân á, là nó giới thiệu về đây là phần thân và nó giới thiệu về chức năng. Còn phần dưới này là phần kết ha, câu kết giống như là một cái dàn bài, một dàn bài văn á, có mở đầu phần thân và phần kết. Còn cái phần Dialogue Notes and Checklist Now Experience này á, thì cái này là gọi là một cái câu để mà mang cái tính chất là call action, kêu gọi hành động ha. Ok, như vậy thôi. Rồi, thì bây giờ là trong cái phần này nó có cái in đồng này á, thì đây là một cái chuẩn sale của ASO trên Play Store luôn á. Thì các bạn khi mà up lên mà app online mà nó in đồng như thế này á, thì các bạn biết làm sao không? Đây, thì các bạn phải theo mình cái làm theo cái này ha. Mình sẽ gắn cái heading start này vào, ví dụ như là ship này B. Đấy. Ok, thì các bạn làm theo cái thể như thế này và những cái
keyword nào mà nó đậm á thì các bạn copy cái phần bold này dán vào ha. Đây. Rồi, phần trước này nè. Ok, thì như vậy là xong. Đây là cái phần trụng của cái phần Dyson Grip rồi. Thì sau khi xong rồi thì mình sẽ căn chỉnh lại và mình sẽ copy vào ở trong cái phần phần guộc này để mình chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi để mình up lên. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để một đường link thông báo khóa học quá trình một kèm một reskin app hàng tháng cho một số bạn không cần biết lập trình và không cần ngồi code, các bạn có thể tham khảo nhé.